Trên sân hàng đấy, huấn luyện viên Trần Tiến Đại vẫn chỉ đạo bình thường ngoài đường biên. Nhưng khi trận đấu kết thúc, ông từ khu kỹ thuật đi thẳng vào phòng thay đồ. Công an Hà Nội FC sẽ phải giải trình với ban tổ chức V-League về việc cử trợ lý họp báo thay. Khi hỏi vì sao huấn luyện viên Trần Tiến Đại không dự họp báo tối 22 tháng 10, trợ lý Asmin Aziz nói, tôi không biết. Đó không phải là câu hỏi tôi nên trả lời. Quy định kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF 2023 có quy định về việc tham dự họp báo sau trận ở điều 65. Cụ thể, huấn luyện viên trưởng không tham dự họp báo theo quy định bị phạt 10 triệu đồng trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được sự chấp thuận của VFF, đơn vị tổ chức giải. Nếu tái phạm sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ một trận kế tiếp. Ông Trần Tiến Đại, 57 tuổi, làm huấn luyện viên trưởng Công an Hà Nội FC từ vòng cuối V-League 2023 trong trận hòa Thanh Hóa 1-1. Trước đó, ông đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật. Trước vòng 1 V-League năm 2023 đến năm 2024, huấn luyện viên Đại cùng Công an Hà Nội FC thua Thanh Hóa 1-3 ở trận tranh siêu cấp quốc gia 2023. Cả hai trận gặp Thanh Hóa đều có lễ trao giải nên không có họp báo sau trận. Tân huấn luyện viên Trần Tiến Đại từng là cầu thủ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhưng thường dự bị. Giải nghệ, ông trở thành một trong những nhà môi giới cầu thủ đầu tiên và có tiếng tăm ở Việt Nam. Ông sau đó làm kinh doanh rồi quản lý thể thao. Trong sự nghiệp, ông Đại từng làm giám đốc điều hành câu lạc bộ Ninh Bình năm 2010, Xuân Thành Sài Gòn giai đoạn năm 2012 đến năm 2013. Năm 2018, ông giữ chức chủ tịch Sài Gòn FC, nhưng chỉ nửa năm thì chia tay. Cả ba câu lạc bộ trên đều không còn hoạt động. Trận hòa Bình Định 1-1 nối dài mạch không thắng của Công an Hà Nội FC dưới thời ông Trần Tiến Đại lên con số 3. Trận này, Công an Hà Nội FC bị thủng lưới từ phút 39 và phải tới phút 84 mới có bàn gỡ sau cú đánh đầu của ngoại binh Fiorho Zanio. Trợ lý Aziz cho biết trận đấu khởi đầu mùa giải đều khó khăn. Công an Hà Nội hướng tới lối chơi tập thể không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Vì không có toàn quyền, ông Aziz cũng không thể đưa ra câu trả lời khi được hỏi về lý do Công an Hà Nội không đăng ký John Quy cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội ở mùa giải 2023.